Nước giải khát Bibico đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Hôm nay là thứ tư và Thảo Ly rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Phóng sự thực tế. Thời gian qua, Phóng sự thực tế liên tục phản ánh thực trạng các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư xả thải gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương. Trong phóng sự được phát mới hôm nay, chương trình tiếp tục cập nhật một vấn đề tương tự tại tổ 6, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 7 năm nay, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn vì một trại nuôi bò rộng hơn 1 hecta. Theo quan sát, dù che chắn khá kỹ, nhưng do cơ sở xả thải trực tiếp ra môi trường nên mùi hôi phát tán nồng nặc. Đóng cửa bịt mũi vì mùi hôi tốn nhiều chi phí chữa bệnh, thậm chí chuyển đi nơi khác sinh sống. Đó là thực trạng mà người dân tại tổ 6 khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình gánh chịu khi khu vực có một cơ sở nuôi bò xả chất thải gây ô nhiễm. Từ lâu, trại nuôi bò rộng hơn 1 hectare này trở thành nỗi ám ảnh với hàng chục hộ dân tại tổ 6, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quan sát, dù che chắn khá kỹ, nhưng do cơ sở xả chất thải trực tiếp ra môi trường nên mùi hôi phát tán nồng nặc. Chiều đó khoảng 3-4 giờ chiều là nó nồng nặc tới tối luôn. Đêm ngủ nhiều khi cũng bốc mùi, chịu không nổi. Suốt ngày đóng cửa không có mở cửa được. Rồi mở cửa ra là chịu không nổi. Những lúc cơ sở này tắm cho bò, tình trạng ô nhiễm càng thêm nặng nề. Lúc mà người ta tắm bò nó rất là hôi, hôi thối của cái chuồng bò nực nồng luôn. Dân chúng không có ai mở cửa ra được, hàng ngày phải đóng cửa từ sáng tới tối. Đều đặn một tháng hai lần, chị Võ Thị Tuyết Nga đưa con đến bệnh viện để điều trị bệnh về đường hô hấp. Gia đình đang hết sức lo lắng vì bé mới khoảng 2 tuổi. Tôi sống ở đây rất là lâu nhưng vì ảnh hưởng đến là mùi hôi thối của phân bò rất là nhiều thì tôi sợ là sức khỏe con tôi nhỏ không có đảm bảo. Không những bệnh về đường hô hấp, người dân còn đối mặt với sốt xuất huyết do muỗi xuất hiện dày đặc vì nước phân tù động. Quá lo lắng, họ nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở đưa ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đến nay, tình trạng trên vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Một số trường hợp không thể chịu đựng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi mong muốn vậy đó, cơ quan chức năng với lại chủ hộ chăn nuôi bò nè, xử lý làm sao mà cho xây dựng cái hầm yoga gì đó cho bớt cái mùi hôi với lại ruồi muỗi rồi bớt. Tôi đề nghị là chính quyền với chủ hộ căn hộ là có biện pháp giải quyết để triệt để cái mùi hôi thối này. Để cho các em bé ở đây nó có một môi trường sống tốt hơn, trong lành hơn. Được sống trong bầu không khí trong lành là niềm ao ước của hàng chục hộ tại tổ 6, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ cơ quan hữu trách cần tìm hiểu và đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp như yêu cầu chủ cơ sở nuôi bò xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Có như vậy người dân khu vực mới tránh được nguy cơ bệnh tật đeo bám thường trực. Chuyển sang một thông tin được chương trình tiếp nhận trên trang Facebook www.facebook.com/phóngsuthực tế. Một số khán giả tại Hưng Yên khi di chuyển qua đường 179 nối xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với hai xã Văn Đức và Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết mỗi ngày con đường này mỗi khác, nó không khang trang sạch đẹp hơn mà ngày càng biến dạng khi phải oằn mình gánh hàng trăm lượt xe quá tải mỗi ngày. Tiếp nhận thông tin từ khán giả, những người thực hiện chương trình đã có mặt để ghi nhận thực tế. 10 năm nay, đường 179 đoạn qua xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phải oằn mình hứng chịu hàng trăm lượt xe quá tải. Việc khi mưa thì lầy lội, lúc nắng lại bụi mù mịt liên tục diễn ra. Cảnh cào bùn này ngỡ chỉ gặp ở đồng ruộng. Thế nhưng sau mỗi trận mưa, người dân khu đường phà xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại phải thực hiện để có lối vào nhà.
cao mấy cuốc chỉ để cào bùn không thì nó bắn vào đầy trong nhà không chịu lối. Chỉ có cao mấy cuốc ở mỗi nhà cái bàn trang đây này, để cào ra, cứ cào ra xong chỉ một lúc nó đi, chỉ một lúc nó lại dồn vào, lại phải đi cào. Trời mưa thì lầy lội chân trượt, nhưng hễ nắng, đường 179 lại bụi mù mịt. Mỗi ngày, anh Đàm Văn Cường, khu dân cư đường Phà, xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, phải lau dọn nhà nhiều lần. Thế nhưng, bụi bẩn vẫn nhanh chóng phủ kín hàng hóa. Rồi nhà tôi buôn bán rất là nhỏ lẻ thôi, đấy, nhưng mà suốt ngày chỉ có lau và lau, nhưng mà vẫn cứ bụi. Đấy. Và kể cả cái cửa kính của chúng tôi là ô tô quá tải đi đá bắn vào vỡ cả kính. Đường 179 còn tồn tại hàng trăm ổ gà, ổ trâu, khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn. Nhiều học sinh phải khóc dở mếu dở do xe bị hỏng muộn giờ học. Có nhiều lần thường mưa và hay bị ngã bẩn hết quần áo và phải về nhà thay quần áo. Xe của cháu đi qua đây nó mắc bùn đất vào cho nên là cháu phải rất bộ. Ô tô đi thì người ta không từ một ai cả. Tôi nay cháu tôi đi vào trường mầm non bắn tóe tung hết cả lên tận đầu luôn. Theo phản ánh của người dân, đường 179 vốn được trải nhựa. Tuy nhiên, do xe trọng tải lớn lưu thông ngày đêm làm rơi vãi đất cát nên khu vực này bị xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng trên diễn ra 10 năm nay nhưng cơ quan hữu trách chưa có biện pháp xử lý hiệu quả. Tôi chỉ mong muốn là các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương nhìn nhận những cái đường 179 của chúng tôi đây làm sao mà để cho dân chúng tôi ở cho nó đỡ khổ, mà các cháu đi học từ Văn Đức cho đến Xuân Quan đi học, các cháu không phải khổ sở nữa. Cháu mong muốn được đi trên con đường sạch đẹp. Việc khoảng 3 km đường 179 nối giữa xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với hai xã Văn Đức và Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội không được nâng cấp, sửa chữa đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Rất mong cơ quan hữu trách rút ráo xử lý tình trạng trên để mang đến bầu không khí trong lành và đảm bảo an toàn giao thông. Số điện thoại đường dây nóng 0908 467 437 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin do quý vị cung cấp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu, thực hiện các phóng sự để cơ quan có trách nhiệm lắng nghe và giải quyết. Bên cạnh đó, quý vị có thể gửi thư về kênh truyền hình Les Việt theo địa chỉ số 4143 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email phongsuthocte@vtc9.vn. Các phóng sự sẽ được chương trình cập nhật trên trang Facebook www.facebook.com/phongsuthocte. Đây cũng là nơi tiếp nhận ý kiến, chia sẻ của quý khán giả. Cảm ơn nhãn hàng nước giải khát Birico đã đồng hành với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Nước giải khát Birico đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.